À, xin chào tất cả các bác Hôm nay em lại quay cái cây đào trồng trên chậu này Có bác hỏi em là Cái cây đào hôm vừa rồi trồng trên chậu Bật nộc Đã chết chưa Nó <laughs> thực sự luôn là Cây đào này ấy, Mình mà trồng trên chậu ấy Thì nó chỉ gọi là Cằn cỗi và phát triển Chậm hơn so với ngoài vườn thôi Chứ còn mà để trên chậu này mà chết ấy thì tỷ lệ của nó là chỉ có khoảng tầm 10 15% thôi. Cơ bản là những cây chết nó đều là do chơi hoa kiệt quá hoặc là bón phân nó sót dễ. Là cây này lúc nãy em về thấy nó khô quá vừa dội cho khoảng tầm 5 lít nước này, dễ nó ăn ra này các bác ơi. Dễ đào ăn ra, gập nắng bị thui hết trên mặt này. Dễ ăn ra rất khỏe. À, em cũng xin tư vấn các bác luôn nhé các điểm này các bác những hôm nào trời thời tiết ấy, nắng giáo không mưa các bác nên bỏ những vật che chắn trên miệng chậu ra để cho cây nó có oxy nó thoáng và nó thở vào kèm đó các bác có thể là trồng những cây như em là cơ trồng mấy cây tía tô này để về mùa mưa ấy, hoặc là chậu nhiều nước thì cái cây tía tô này nó cũng hút nước rất là khỏe ấy. các bác có thể là trồng hoa 10 giờ đấy để vùng quanh chậu để cho nó mất cái đất đi nhìn rất là đẹp, để cho nó, nói chung là để cho bầu đất khô ráo và thông thoáng và mát đất luôn. đấy, mình tưới thì sẽ đảm bảo về mùa mưa sắp tới. còn à, cây đào của em đây vẫn là cái cây à, trên chậu này vẫn nguyên cây đây. hôm à, vừa rồi thì bật nộc thì hôm nay nó đóng xanh lại rồi. kèm theo đấy là em cũng có ba cây đào cành đây này, đấy ba cây đào cành ba cây đào cành này năm vừa rồi nó cũng hơi cằn năm nay là bắt đầu phát triển mạnh phết rồi em có thêm tác phẩm năm nay đang làm cái tác phẩm mà trồng cây đào trên núi đá bonsai này nói chung là cây nhỏ mình trồng cái lượng đất nó ít thì mình chơi gọi là nhỏ mini thôi có nghĩa là cả kể cái... em xin nói luôn nhá cả cái cây đào nó chỉ có cần này cái ná thôi nhưng mà tết ấy nó vẫn ra hoa, nhiều khi ấy, nó không ra hoa các điểm mắt này đâu, mà có nghĩa là trong các cái thân này này. Đấy cái mắt ở bên trong này này. Trong thân ấy đấy, nhiều khi nó vẫn ra hoa thân gọi là hoa xả tàn, bao giờ nó cũng sẽ nở to và nở đẹp, nhưng mà tỷ lệ nó không được nhiều. Còn cái lớp răm này bây giờ mới là cuối tháng 2 thì em bấm một hai lần nữa là cây này chắc chắn là năm nay nó cũng sẽ rất là đẹp. Kèm theo đó đây em có một cây em trồng trên cái chum vò này Cái chum vò con con này thôi nhưng mà cây chơi mini Cây cây mini nhìn là rất là xinh Hiện tại em đã bấm ná một lần rồi này Đấy em đã bấm chốt Em bấm chốt để cho nó thêm răm À, cái bấm này ấy, nó không nhất thiết là phải dài hay ngắn mà các bác nhìn nực cây nó khỏe ấy, thì các bác có thể là bấm đi. Chứ có không phải là bấm 2 hay 3 hay bốn lần tùy. Có nghĩa là khi ở nhà vườn ở ngoài đồng ấy thì cầm kéo nó xén thì cơ bản là nó số nước nó nhiều. Chứ còn mình có một vài cây ở nhà này Nộc nào cảm thấy nên tốt quá mình có thể là ngắt trước đây. Em ngắt đây ngắt trước đi một ngọn này. Hai đây. Đây bên này nữa đây ngắt đi để cho thêm râm thêm nhánh còn cây kia vẫn giữ nguyên này cây này nên nó phát triển nó yếu còn về bón phân em tư vấn luôn cây đào trên chậu gần như là tầm này chưa được cho ăn một chút phân nào thì lúc đấy em cũng có pha một chút kích rễ này em tưới vào cùng mấy đất này hôm nay thời tiết nhiệt độ nắng miền bắc hơi căng nên là cây nó hơi xuống nói chung là năm nay mé bên kia em còn vài cây nữa nhưng mà nó ở trong góc sân em cũng không nuôi ra để clip sau em sẽ nuôi ra để cho các bác xem là những cây đào em trồng ở trên chậu vẫn có thể chơi hoa bình thường chỉ một điểm là cây nó phát triển chậm hơn so với ngoài vườn đấy các bác có gì muốn hỏi thêm thì cứ bình luận bên dưới em sẽ trả lời trực tiếp xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em